Thông tin tiểu sử Tiên Cúc Kỳ Tiên Cúc Kỳ. Tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1994. Là nhạc sĩ, ca sĩ, Tiên Cúc Kỳ chia sẻ sau một lần thu một bài hát tặng bạn. Tiên rất thích cảm giác trong phòng thu và đó là lý do cô đến với âm nhạc. Sau khi tìm hiểu một chút kiến thức âm nhạc qua một khóa học guitar và một khóa học lý thuyết âm nhạc, tiên viết ra ca khúc đầu tiên là ca khúc Valentine chờ khi cô 14 tuổi. Trong 3 năm, tiên Cookie đã sáng tác và viết lời Việt cho rất nhiều ca khúc nước ngoài. Cô được biết đến nhiều hơn khi viết ca khúc có khi nào rời xa do Bích Phương thể hiện. Điều khó ai ngờ nhất lại là cô lớp trưởng rất cá tính của lớp chuyên toán trường Trần Phú. Hà Nội, ai đã nghe những ca khúc mà Tiên sáng tác chắc chắn không thể tin rằng những ca từ sâu lắng chín chắn đấy lại được viết từ một cô gái năm nay mới tròn 17 tuổi. Con đường đến với âm nhạc của Tiên khá ngẫu nhiên, qua một lần đi thu một bài hát tặng bạn Tiên thấy rất thích cảm giác trong phòng thu cùng với sở thích nghe nhạc vốn có đã làm cho cô gái sinh năm 1994 càng đam mê âm nhạc hơn. Chỉ trong 3 năm, Tiên Cookie đã sáng tác hơn chục bài hát và viết lời cho rất nhiều ca khúc nước ngoài. Với chất giọng trầm ấm, rất khác lạ, Tiên đã thể hiện những ca khúc pop ballad INB của mình rất thành công. Hầu hết những bài hát tiên sáng tác đều mang giai điệu buồn. Tiên bộc bạch, đó là những lời mình viết ra từ những lời tâm sự, những suy nghĩ sâu kín của mình, cô gái cá tính này cũng chia sẻ, âm nhạc cũng đã làm em thay đổi. Rất nhiều, trầm tình hơn, sâu lắng hơn, trưởng thành hơn và âm nhạc còn là nơi giúp em giảm stress. Hữu Hiệu nhất, Tiên thường thích nghe nhạc Âu Úc và đôi khi là nhạc Hàn Quốc, chính vì thế những bài hát mà Tiên viết lời đều lấy từ hai thể loại nhạc trên. Không chỉ có tài ca hát, Tiên Cúc Kỳ còn là một lớp trưởng gương mẫu với 10 năm đạt học sinh giỏi. Mặc dù là lớp trưởng lớp chuyên toán nhưng cô nghệ sĩ trẻ tuổi này lại tiết lộ môn học yêu thích nhất của mình là môn văn. Tiên Cúc Kỳ còn là một học sinh giỏi môn tiếng Anh. Cô bạn cũng từng làm cả trường Trần Phú ngất ngây khi hát Init Ager của Tây Ăng. Phiên bản tiếng Anh, âm nhạc có khi nào rời xa? Bích Phương, Valentine chờ, Nu Phước Thịnh, anh không giữ thời gian sẽ trả lời vẫn. Bích Phương, chia cách bình yên, quốc thiên một chút quên anh thôi bảo thi để hôn anh lần cuối bảo thi mình yêu nhau đi bích phương mặc kệ huỳnh minh thủy hai mưa nhớ hòa minh di em làm gì tối nay khắc việt tâm sự với người lạ ba gửi anh xa nhớ bích phương phía sau một cô gái su bin hoàng sơn con cò bé lớn Nu Phước Thịnh, đi để trở về, Subin Hoàng Sơn, giải thưởng top 10 nhạc sĩ được yêu thích của làn sóng xanh năm 2012 top 10 nhạc sĩ được yêu. Thích của làn sóng xanh năm 2014 top 5 nhạc sĩ của năm của Việt Nam top hit HTTPS